Mình em cơm nước no sai rồi, no nê rồi. Giờ mình tìm mấy cái dụng cụ. À đây, lưới đây. Anh em có mang theo hai cái miếng lưới, một miếng lưới của Hậu nó mới mua. Miếng lưới cũ nè, đó là một cái nhá. Anh em nghỉ ngơi tí rồi lót kéo ra suối. Kiếm cá. Lót là buộc phải kiếm cho ra cá, bởi vì chiều nay là không còn gì để ăn cả. Nó đứng ngay cái vị trí Hậu luôn nè đó. Này thấy rất là nhiều cái bóng, nhưng mà bây giờ anh em làm thử coi thế nào. Từ từ nghe, mình đặt cái nhá xuống trước đây, rồi đặt cái GoPro xuống rồi đó. Từ từ nghe. Rồi thì mình sẽ đặt cái GoPro trong cái nhá luôn để coi thử cá nó vui thế nào. Dưới đây. Cái này phải lùa, cái này phải lùa rồi nó. A few moments later. Giờ anh em sẽ tiến hành làm một phương pháp mới. Mình tạo hình cái kiểu như một cái vịnh á. À, nó có một cái mặt ở bên kia. Tụi mình sẽ lùa cá từ các hướng vào. Vào đây. Trong này tụi mình đặt một cái nhá này. Cá vào thì tụi mình sẽ dỡ cái nhá lên. Ok, hy vọng là phương pháp này thành công. Đây, tụi mình đặt cái nhá ở đây. Lát lùa vô. Đó là kế hoạch nè. Không biết thực tế thế nào. Giữ. Không có. Dạ. Trời ơi, chờ đợi cái tiếng đồng hồ. Quay Flycom các kiểu. Cái mẻ này là hồi nãy Flycom cũng kỹ lưỡng lắm nè. Cái mẻ này đủ ăn luôn á. Cá khá là nhiều ha. Cá này cá gì ta? Cái suối, con ngót. Cá ngót hả? À, cá ngót. Không phải con ngót. Cái suối. Cá này cái đầu nó xương không thôi. Nó kẹ đó, thôi. Cái này nướng ngon lắm. Hello.
che bắn. Được cá to này che cá bắn. Còn ai nữa không? Đồ khủ dữ lắm hả? Mẹ đầu tiên cũng khá khá nha. Nói chung là chiều nay không có sợ bơ mỏ rồi. Chiều nay có cái để ăn. Vũ anh. Cứ để đó đi. Ở để luôn rồi. Vũ bớt đi. Vũ rêu ra chứ. Một đoạn suối mà rất là nhiều bà con trên kia họ đánh chài đánh lưới nè. Chứng tỏ ở đây có nhiều nè. Nhiều quá. Còn anh. Sau khi thu hoạch một mẻ cá quá sức tưởng tượng thì hai anh em đang vũ lưới cho nó sạch. À, quay mình đi né nó cho để rìu nó xuống nó dính lưới. À, thành quả của mẻ đầu tiên nè. Ôi trời ơi. Quá đời. Chết. Quá đã. Quá đã. Sướng. Nói chung là tối nay không có đói rồi. Không phải uống rượu không. Không phải ăn cơm không. Sau thời gian nghỉ ngơi thì anh em mình sẽ dỡ cái mẻ lưới thứ hai. Anh Khanh anh ra, anh hú anh em ra. Hy vọng là được nửa như hồi nãy cũng được. À, thấy trắng trắng như là vui rồi. Hay dạ. Đi quay dưới đi. Được. Cái tấm này để ra được này. Đấy rồi. Đây là mẻ lưới thứ ba. Mẻ lưới thứ ba cũng là cái mẻ lưới mà tụi mình mấy anh em thay đổi địa điểm luôn. Địa điểm kia chắc cạn kiệt nguồn cá rồi. Mới thả xuống mà được ba con rồi không anh? Bốn con. Tối nay chắc ấm no lắm này. Quẩy. Toàn này cá rất là nhiều, đặc biệt là cá trắng. Thấy toàn cá trắng không à? Đây là thành quả cả buổi chiều hôm nay của anh em tụi mình, gồm có 3 mẻ lưới. Đêm nay này chắc được thêm chắc chân này nữa nè. Hoặc hơn nhiều đủ chiều nay ăn cơm mà. Chiều nay làm món gì anh? Nướng hả? Nướng được gói lá các kiểu. Sau khi kiếm cá xong thì anh em tụi mình sẽ set up một cái concept nhỏ. À, gồm hệ thống đàn dây đàn nè để tối nó thêm phần lung linh, phục vụ cho hai anh chàng ế kìa, hai anh tự sướng. Tụi mình giờ rồi không cần đâu. Anh Khanh anh đang đào một cái hố này để chôn hố này để nướng thịt. Sau khi tụi mình xong mọi việc, cái sáng mai thì tụi mình sẽ lắp lại cái này, đảm bảo giữ vệ sinh ở khu vực này luôn. Chỗ này là cái bếp nướng, phía trước này là một cái đống lửa để tối nay tụi mình sẽ giữ ấm. Nó có nhảy múa thì nhảy múa xung quanh cái đống lửa này. Hệ thống bàn ghế thì tụi mình dựng ở đây. Đàn đóm các kiểu thì đây. Để phục vụ công tác nhảy múa sống ảo thì mình chuẩn bị rất là nhiều củi. Đây là cái hệ thống nướng. Đầu cái hầm nó sau dưới mình treo nó dễ, mình nó giữ nhiệt nữa. Lát của mình sẽ trồng một cây ở đây, được qua. Cái này không chỉ phục vụ cho việc nướng không đâu mà còn có thể nấu cơm nè, nấu canh, chiên xào các kiểu nữa. Tức là mình đưa một cái thanh ngân từ đầu này qua đầu kia. Và mình treo cái hệ thống nồi. Hệ thống nồi mình treo ở giữa, treo qua cái thanh đó. Dưới này là nồi than, nồi lửa. Yên tĩnh. Quay vài đoạn.
Anh em ơi, tình huống khẩn cấp. Mình đang ngồi chuẩn bị ăn cơm thì mưa đổ ập xuống. Tăng bọt thì tụi mình cũng mang theo, nhưng mà giờ chủ quan quá, trời đẹp quá nên anh em chủ quan, thành ra không có dựng tăng bọt. Làm cái bếp trung tâm ướt sạch. Rồi để mình đi một vòng quanh lều thôi, có cái sao không? Mưa khá là lớn. Rất là may. Net 2 này chống nước rất là tốt. Ui giời. Thôi, cũng coi như đó là một cái kinh nghiệm. Sau này tụi mình sẽ, nói chung là không có chủ quan như vậy nữa. Thời tiết tốt thì tốt, nhưng mà ông trời mà, bố nào biết được ông chuyển lúc nào. Từ lúc thời tiết đẹp mê ly, sống ảo các kiểu, giờ ra vậy đây. Chuyển góc khác mình quay cho anh em xem nha. Chiều tụi mình còn dự định lên những cái bóng đèn nhỏ nhỏ đó, tụi mình quay flycam. Bây giờ như thế này thì cam kiết gì nữa. Giờ anh em chuyển củi rồi nhắm lại cái bếp giữa đây. Hâm đồ đoan. Lửa kia anh có ít rồi. Nồi canh thì rất là may, cái bếp giả chiến của tụi mình nó vẫn còn nguyên. Đúng là chơi anh, đúng là chơi cho anh chứ. Giờ phải hâm lại cái bếp này. Cái lửa. Vô cái này này, vô cái kia này. Cái này cái bồi đem, bồi đem. Bồi đem. Chắc chắc chắc. Nghe mùi mưa. Lửa lên là ấm thôi. Chỉ là có lửa. Rồi bếp giữa, bếp trung tâm của tụi mình đang được nhóm lên. Nó canh tập đoàn này. Thấy hơi ấm rồi đó. Trời giờ nó cũng ngớt. Giờ thì mấy anh em mỗi người một việc. Anh Nam thì đang hong lại mấy cái ghế. Nãy mưa nó làm ướt hết mấy cái mặt ghế. Anh Khanh thì đang hoàn thiện cái nồi canh. Nồi canh tụi mình sẽ bỏ ít mì tôm vào cho nó thêm đậm đà. Tiếng ếch nhái rồi kêu gọi chúng ta. Bây giờ ai có anh nào mà biết soi nha. Đi soi là có nhiều á. Anh Nam biết soi không? Đi soi nhái nhiều lắm. Do mới mưa xong á. Cứng rồi. Con mưa một cái rào phải không? Cao dựng cứng rồi. Đập thiệt ngon á. Nó cho mình trải nghiệm mà. Nói chung là chuyện gì xảy ra cũng tốt. Thử thách mình á. Đặc biệt là đối với anh em mình đã chọn cái con đường đi chơi suốt ngày, mình phải chấp nhận cái vấn đề này. Trải nghiệm mà. Qua cái đêm nay anh em mình là phát hiện thêm một cái tài lẻ của anh Nam, đó là hơ ghế. Hơ rất nhanh. Lựa giải chiến thì anh em An cũng ngồi giải chiến luôn. Thay vì tụi mình ngồi trên cái bàn này thì để thuận lợi hơn, thì mấy anh em chắc là sẽ ngồi quay quần quanh cái bếp nướng này. Ấm này. Vừa hơ lửa, vừa ấm cúng. Vừa nhanh gọn nữa. Cơm thì để đây. Ăn rồi hết thì đưa chén múc. Mà cá thì để lên nồi ra trên bếp luôn. Ấm cực kỳ. Cái này để này luôn anh Khanh. Dạ, sợ nó hái. Chứ để dưới mấy con. Để trên luôn hả? Để trên, ai chùm lấy cũng được. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn mấy giờ không biết không? Giờ là 18 giờ 26 phút. Tụi mình ăn cơm. Tụi mưa nên trời tối rất là nhanh. Xin ít nước cho đi. Đủ hết nước rồi. Ăn cái phần cơm gầu rẫy còn lại lúc trưa cho nó hết. Ok, mời mọi người. Quá. Đây này. Không okay. Rồi, thưa anh em, hiện tại trời tiếp tục mưa to hơn nữa. Lều kia. Lều kia rồi đây. Kẹo ăn. Có ai kẹo cho bao gác, ai kẹo cho bao gác. Đó. Nướng kẹo lên. Nó ngồi ở đây được mà. Tí nướng ngày theo. Thôi quá. Tí nướng ngày theo anh xong mà dở cái này là xong. Mày nữa. Rất là may không ai nghe mình. Nghe mình mà dở cái này chắc tôi rồi. Chết cả lúa. Rồi, nét luôn. Nhịp cái bàn đi. Nhịp cái bàn để tốn đâu. Kì mà. Đòn để ra này, bò để ra nó nè. Bò để ra nè. Đúng rồi. Chỗ anh ngồi đó. Cái bàn để mới đó anh Nam.
Mấy anh em tụi mình đi dỡ cái mẻ lưới cuối cùng trong ngày đây. Dẫn đầu là anh Khanh. Đi ra đây nè anh, đi bờ sông này. Đi đây gần hơn nè. Không thành. Nãy giờ mình bỏ vô cái két này để chống nước nên không có âm thanh. Đó, tiếng hô hào, tiếng gào thét của mấy anh em khi mà được cá nhiều. Thu rừng trời rất là lạnh. Lạnh lắm, lạnh lắm. Được, nãy giờ đã giờ. Rồi. Cái đầu về là quá tốt rồi. Mình mét cái này không quá là xong cái két. Chặn chặn lưới này xong mẹ rửa không nổ luôn rồi. Của anh Thành. Đó. Đó sát vô cho coi. Không? Úp sao, nhiều cái gì? Cá thì cũng có. Đó. Bên kia nữa. Bị hữu cũng vô hả? Mẹ rửa đằng nào cũng có mà. Dự định là ngày mai tụi mình sẽ bị tôm nhưng mà tình hình cá thế này thì chắc là ngày mai có một bữa cơm tươm tắt rồi. Sáng mai nó sẽ nhiều nữa. Mẹ lưới này tụi mình sẽ để đây, sáng mai tiếp tục gỡ. Tầm 3-4 giờ sáng vậy đó, mới gỡ. Quậy quá, gãy quá các em, quậy quá các em ơi. Vô hơn là chiều mà. Nhiều hơn chứ. Sau một thời gian gỡ cá, miệt mài thể lực anh Khanh có vẻ cũng xuống rồi. Xuống. Còn kia nữa nè anh, ảnh hưởng thể lực đi đúng. Còn kia nữa nè chứ không phải ít đâu. Gỡ cá bây giờ thành gỡ cá chuyên nghiệp luôn á. Mình gửi mấy đứa. Xui anh. Đó. Lệnh nè. Đi chơi. Cây. Sót cây mà. Đó là còn con anh. Sắt cây mà vẫn còn đi sắt bờ nhiều hơn ha. Sắt bờ nhiều hơn mới đi sắt bờ. Cá này sống ở dưới vùng nước cạn. Nồng. Rồi. Sau biết bao gian khó thì anh em tụi mình có một cái thành quả cũng khá là xứng đáng. Đây. Đây cá. Đây. Họ đưa còn. Cái mẻ này nó theo mình thấy nó nhiều hơn cái mẻ lúc trưa phải không? Nhiều hơn nhé. Nhiều hơn không? Nhiều hơn. Cái đây khoảng nửa ký. Khoảng luôn chứ 6 lần. Và cũng có nhiều loại cá hơn nữa. Thì mình sẽ lên than và chuẩn bị nướng. Nướng hết luôn hả sao anh? Cầm hai thứ nướng hết. Nướng hết luôn hả? Mình quyết định là nướng sạch. Bởi vì còn hai miếng lưới mà kia nữa. Sáng mai là có riêng mà. Sáng mai là có mẻ lưới riêng. Hy vọng là nhiều hơn cái này nữa. Tự tin nè. Lần này là tự tin, mạnh mẽ. Mình có cái nước này. Nước này người ra gọi là nước nói. Lót hy vọng là giọng của mình nó lưu lót và mạnh mẽ hơn bây giờ. Cười to hơn. Ok giờ anh em nướng ha. Đây không muối bên này. Muối đây muối ái mà. Cho nó lên. Ngon quá. Cá là cái gì ta? Cái suối, cá trắng hả? Cá sóc có này. Cá mương. Mình chưa biết cái ngoác. Anh em biết cá gì? Nói chung là cá suối. Nói chung là cá suối. Nói chung tên cụ thể của nó thì mình cũng chưa biết nữa. Còn rất là nhiều nè. Hôm nay anh gỡ mỏi tay bây giờ chứ anh nướng cũng mỏi tay thôi. Cái này em để ý nè, cá ra nó khó này. Thấy không? Dạ đúng, có cá khó mà. Này, cá ra nó khó này, cái đầu của nó nhìn cái đầu của nó. À rồi cá ra là cá sọc này, nó khó đấy rồi. Nhìn cái họa tiết trên cái vây đó nữa. Cái vảy đó chứ. Nhìn giống nhau nhưng mà cơ bản là nó cùng lứa nhau hết chưa? Cá cái này. Không phải đồng lứa, bởi vì cái lứa của tụi mình là lưới một mà. Lưới một nó dính cái lưới cái cá này. À lưới hai à. Lưới một cá nhỏ hơn. Lưới hai dính cái lưới rồi. Dập lửa cái nó có hồn nữa. Cái mày cho nắm. Rồi, những mẻ cá đầu tiên, những con cá đầu tiên đã lên đĩa, mồi có rồi. Nước nó có rồi. Đêm nay tụi mình có một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị và cũng rất là đáng giá. Rồi bây giờ cuối ngày rồi. Mời anh em. Nửa đêm rồi. Mời anh em nè. Rồi vô. Ok. Chúc mừng những trải nghiệm cực kỳ thú vị của ngày hôm nay. Có phép á. À, làm phép cho thằng Đắc ở đây một miếng nè. Nhưng mà bố được rồi. Nhưng mà có màu vậy nghe này. Bố được rồi. Anh em dùng đũa đi. Đây dùng cá. Đây, muối. À mình trở đầu này. Cảm ơn. Thơm vãi rồi. Rõ
Có ở đây thì dứt viên con thôi. Ngầm ngầm. Hoàng nhín cái đâu? Rồi, còn vòng thứ thời tiết thế nào? Nói chung giờ này trời nó quang hơn tí thôi, chứ nó cũng không được gọi là lung linh lắm. À, đây là kết quả mấy anh em dỡ lưới đây. Nói chung là không được như mong đợi. À, để nhưng mà để anh Khanh anh mới biến tấu anh kho cực mạng để anh em ăn đủ buổi sáng này. Một người là sáng là một người là ba con này. Một người ba con, nó tiêu chuẩn là người ba con. À, chia là cái nồi cơm. À, người già rồi. Người già có tuổi là bốn con. Trẻ hai con. Rồi, sáng nay tụi mình pha cà phê. Cơm chín rồi. Cà phê mang theo. Cảm ơn mọi người uống cà phê nha. Wow, đẹp luôn. Cơm chín đẹp luôn á. Đúng là cái bếp này lợi hại thiệt nha. Bếp rất lợi hại. Bây giờ chờ anh Khanh anh nấu xong món cá rồi tụi mình ăn cơm. À, mình chế mì tôm chứ hả? Có mì tôm nữa, mì tôm làm canh á. Ừ. Rồi làm một nồi canh mì tôm nữa. Có một ít rau phải không? Hai hôm nay kiếm có rau không? À, à. Nhưng mà thực đơn sáng nay thì gồm có món cá kho nè, món canh mì tôm. Phút anh em chờ ghe nãy giờ 45 phút rồi mà chưa thấy tăm hơi hết. Giờ trời bắt đầu mưa. Ghe của chú vừa cập bến. Hiện tại là tụi mình gặp mưa. Mưa to quá trời luôn, mưa giữa hồ. Tới bến rồi, anh em dọn đồ đạc, chở đồ về.